Tiếng còi cai cuộc đã cất lên. Ở hiệp thi đấu đầu tiên thì đội chủ nhà Bayern Munich với bộ trang phục màu đen và xử lý tỉnh táo của Lucas Hernandez. Müller. Không được. Vẫn là thủ Ben, Kingsley Coman. Coman. Cơ hội. Đưa bóng vào. William, 1-0. Người đóng vào lưới không phải là Robert Lewandowski, đó là Kingsley Coman. 1-0 cho Bayern Munich. Sức ép lớn mà đội chủ nhà tạo ra từ đầu trận đã được chuyển hóa thành bàn thắng. Và bàn thắng này thì có một phần sai lầm từ các hậu vệ của Augsburg. Cơ hội dành cho thủ Bayern Munich, đây là Serge Gnabry. Serge Gnabry. Đó là quyết định dứt điểm ngay chứ không phải một đường truyền vào phía trong. Nhưng Gikiewicz đã băng ra kịp thời để cản phá. Người đang có bóng là Coman. Thomas Müller. Điều chuyền dành cho Lewandowski. 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 Không được. Rất đáng tiếc. Vẫn là cái thủ Bayern Munich. Không vào. Vẫn không vào. Nhưng bây giờ thì đã có bàn thắng cho Bayern rồi. Người ghi tên lên bảng tỷ số là Serge Gnabry. Nụ cười trên môi của các cầu thủ Bayern. Và họ biết rằng người đồng đội Robert Lewandowski vẫn đang khát khao một bàn thắng. May mắn vẫn chưa tới với Levy ở những tình huống đã qua. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Bàn thắng có thể nói là đã ở rất gần Lewandowski rồi. Gikiewicz vẫn chơi rất xuất sắc. Và cả may mắn nữa. Lewandowski cũng đã đưa chân ra sau tình huống đánh đầu của Serge Gnabry. Và anh cũng chỉ trách cách chơi bóng một chút nữa mà thôi. Bàn thắng thứ 10 của Serge Gnabry ở mùa giải năm nay. Bây giờ thì Augsburg có cơ hội. Có penalty hay không? Trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Lỗi là của Lucas Hernandez. Cơ hội dành cho Daniel Caligiuri. Caligiuri không vào. Đó là pha cản phá của Manuel Neuer. Có lẽ Neuer cũng muốn giữ sạch lưới trong trận đấu cuối cùng của mùa giải. Cú sút quá hiền của Caligiuri. Anh chủ đích đá vào chính giữa khung thành. Nhưng tình huống chạy đà và ra chân là hơi lộ. Lewandowski. Serge Gnabry. Kimmich. Đường chuyền quá hay của Kimmich. Coman. Và đi bóng quen thuộc. Kimmich tuyệt vời. Quá ấn tượng. Ngay trước đó thì Joshua Kimmich đã có một đường chuyền chính xác đến từng mm. Và không lâu sau thì anh tung ra một cú dứt điểm ở đẳng cấp cao nhất với một tiền vệ. 3-0 cho Bayern Munich. Không có bất cứ cơ hội nào dành cho Gikiewicz ở pha bóng này. Lewandowski. Đường chuyền dành cho Alaba. Coman. Dứt điểm ngay. 4-0. 4-0 cho Bayern Munich. Có lẽ ngày hôm nay họ lại muốn chơi tennis. Gikiewicz đã chơi rất nỗ lực từ đầu trận. Nếu không có sự xuất sắc của anh thì có lẽ Augsburg đã thủng lưới tới 6-7 bàn chứ không phải 4 như lúc này. Cú sút quá hiểm hóc của Coman, bóng đi sát cột dọc và tốc độ cũng là tương đối nhanh.
vẫn là cầu thủ Bayern Munich. Alphonso Davies. Nguy hiểm! Không vào! Vẫn không vào! Lewandowski có lẽ đã quá mệt mỏi với trò chơi trốn tìm cùng bàn thắng rồi. Bielefeld đang có thể tự định đoạt số phận của mình. Nguyễn! Tỷ số được rút ngắn xuống 1-4 cho cao thủ Augsburg. Trông bóng bổng vẫn là một vấn đề với hàng thủ của Bayern ở mùa giải năm nay. Và nhiều lần thì người mắc lỗi là David Alaba. Andre Hahn. Thêm một cơ hội dành cho Augsburg. 2-4. Bàn thắng của Niederlechner. Với Bayern thì có lẽ vào lúc này những bàn thua sẽ không có quá nhiều ý nghĩa. Họ vẫn sẽ thắng mà thôi. Điều quan trọng là Bayern cần có bàn thắng dành cho Lewandowski. Người đã có pha chuyền hỏng trong tình huống vừa rồi là Alphonso Davies. Musiala. Longstane. Phía trong thì Lewandowski vẫn đang chờ bóng. William không vào. Người vừa dứt điểm là Choupo-Moting. Và Werder Bremen, những người vừa có được hai bàn gỡ trước Mönchengladbach nhưng vẫn sẽ phải xuống hạng. Javi Martinez. Và đi bóng quen thuộc của Lozane. Rất trống trải. Sẽ là quả tạt bóng của Javi Martinez. Zane. Sút ngay. We have Lewandowski, Lewandowski! Vào rồi! Lewandowski! Lên đỉnh rồi! Lịch sử là đây. Đỉnh cao là đây. 41 bàn thắng. Và bây giờ thì Lewandowski độc chiếm kỷ lục ở Bundesliga. Bùng nổ. Giây phút không thể nào quên. Xin chúc mừng Robert Lewandowski. Lewandowski, Lewandowski. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu. Một cái kết không thể nào đẹp hơn cho mùa giải này của Lewandowski và Bayern Munich. Quá tuyệt vời. Tỷ số lúc này không có ý nghĩa gì nữa. Điều quan trọng là bàn thắng đã tới với Lewandowski. Gikiewicz vẫn vậy, vẫn muốn là một người ngang đường khó chịu với Lewandowski. Nhưng nỗ lực lần này của anh thì không thành công nữa rồi. Lewandowski nhanh hơn. Một tích tắc thôi, nhưng đó là sự khác biệt. Quá tuyệt vời, quá cảm xúc. Xin ngả mũ tán phục với Lewandowski. 41 bàn thắng một mùa giải. Và một lần nữa tôi lại chúc mừng huyền thoại Gerd Müller. Một hậu bối quá tuyệt vời đã vượt qua kỷ lục của ông. Đó là một người xứng đáng. Và hết giờ, tỷ số chung cuộc của trận đấu là 5-2 nghiêng về phía Bayern Munich. Một thắng lợi hoàn mỹ để kết thúc mùa giải